Thành phố Tuyên Quang đã tham gia lễ hội Trung Thu mùa đầu tiên. Hy vọng những ngày nếu cần những trải nghiệm tuyệt vời. Vâng, thật tuyệt vời, cảm ơn Võ Đường. Và xin Võ Đường thì vâng thưa quý vị, riêng hôm nay Võ Đường mình đã sẽ cống hiến tất cả những cái gì mà tinh túy nhất của Võ Đường. Và sau đây xin mời bé Lâm Phúc quay trở lại sân khấu. Vâng, bé Lâm Phúc là học trò của công ty đào tạo phát triển tài năng Việt Hàn Cali, cũng là con trai của MC A Lành Khang Vương. Và bé Lâm Phúc sẽ cùng với nhóm nhảy HKT đâu, và nhóm nhảy HKT hôm nay cũng ra mắt và sẽ cùng nhau nhóm nhảy HKT cùng bé Lâm Phúc sẽ gửi tới quý vị với bài hát Việt Nam chuyến đi, và nhóm nhảy sẽ nhảy cùng. Vâng, nhóm nhảy đó ạ. Vâng. Vâng ạ, và với trang phục và đồng phục lá cờ đỏ sao vàng, công ty đào tạo phát triển tài năng Việt HKT muốn gửi tới tất cả tình cảm yêu thương với Tổ quốc Việt Nam. Vâng ạ. Ok, xin mời âm nhạc. Ông trang nhà em là tiếng cha tôi, là người mẹ.